Thanh Phạm, ông cung thịnh mời Thanh Phạm, đức ông đường thời cát nhật ông ngự đồng cứu dân. Đời trần thì sáng sinh danh tướng chí làm trai, phải có công danh thịnh mời điện sứ tướng quân. Chứng minh hôm nay có sơ tấu trình.
chân thị giáng sinh. Giáng sinh danh tương chỉ làm trai phải có công. Phố chợ
đàn để đừng càng khôn. Một lòng xin giữ bản hồ một tràng tay. Xin cảm ơn nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh.